cơ hội, dứt điểm. Như vậy lưới của Đại học Khoa học Đại Huế đã phải rung lên lần thứ hai. Một pha bóng mà họ đã để quá nhiều khoảng trống cho Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh đầu. Như vậy là lưới của Đại học Khoa học Đại Huế đã phải rung lên lần thứ ba trong trận đấu này. Quá đáng tiếc. Bù lại anh có một thể hình khá đậm. Dứt điểm. Vào! Một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Dứt điểm ngay. Vào! Và đó là Checky. Một pha bóng thực sự đẳng cấp của Checky. Một pha sút phạt trực tiếp ở khoảng cách rất xa khung thành của thủ môn Thế Việt. Cho thấy lúc này thì huấn luyện viên Trần Đức Thành đang cho những cầu thủ của mình dâng cao và tạo được những sức ép. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ bên phía trường Đại học Cần Thơ. Những sức ép đang tạo ra và điều đó đã khiến cho một cực phòng ngự của bên phía trường Đại học Mỏ Địa Chất cũng sẽ sớm xuất hiện thôi. Điều bóng vào. Dứt điểm không được. Vào! Như vậy sau tình huống đưa bóng vào không thành công của Văn Toán, Nguyễn Vĩ không thể tận dụng thành công thì ngay lập tức bàn thắng đã được ghi cho Đào Thủy Lợi. Một pha bóng rất bất ngờ. Bóng lần này lại đi hơi cái cầu so với tầm kiểm soát của cầu thủ áo trắng. Góc gần, vị trí mà Đức Mạnh đang đứng ở đó. Tấn độ. Quả tạt vào. Đây vô. Khi mà các cầu thủ của cơ quan Đại Huế họ phải chơi ở trên sân với 10 người. Cú sút. Đá phạt đi quan công mình và đại diện tới từ Bình Dương đã có được bàn thắng để thu hẹp khoảng cách cho tới lúc này và hy vọng thời gian rồi. Dứt điểm thì các trọng tài, nhưng tuy nhiên thì trận đấu vẫn được tiếp tục. Bóng này tỷ số là 3-1 cho các cầu thủ